to thế nhỉ. Bắt ốc biển. Đâu có nhìn thấy đâu mà bắt. Hoàng hôn đẹp nhỉ. Đây có nhiều nhưng mà bé. Sao anh chả thấy con nào nhỉ? Đâu xem nào, xem hình dáng nó như nào để còn biết bắt nè. Xem nào. Con đem thấy to à? Bé tí vậy, không có to à? Giờ lạnh rồi, mình cũng cởi rời ra mình vào bắt xem nào. Nay cùng vợ đi bắt ốc nha. Ốc biển này, cải thiện bữa ăn này. Lương rẻ quá, không có tiền ăn rồi. Wow, nước mạnh thế. Anh còn chả biết đâu, nhìn con nào cũng giống ủi lạnh thế. Ui hoàng hôn đẹp quá. Review phong cảnh tí. Chỗ này cách công ty khoảng tầm 3 cây số. Ôi giời ơi, anh có nhìn thấy đâu. Ôi giời, thịt này nó to quá. Trong nhỉ, hôm nay trong nhỉ. Lạnh quá, nó chết rồi. Ướt hết quần. À, đây rồi. Ôi, đây, ốc này. Nhìn nó giống đá quá. Mình chẳng biết con nào là con nào. Đây. Bé tí này thì ăn cái gì. Ui con này to này. À chỗ này nhiều này. Chóng hết mặt này, đùa đâu. Wow. Nhiều thế. Này. Đó. Đấy, đi nhặt mẹ tháng 40 triệu mà đi nhặt ốc đấy. Cứ nghe lời đồn của mấy ông tuyển dụng rồi vào đây mà ăn ốc biển nhá. Mẹ tí ông nhặt hỏi làm gì. Thì vợ nhân nào. Nhặt ốc, nhặt ốc. Nước trong quá. Wow. Nó vẫn biết nhặt ốc. Nó không nhìn đâu. Ở Việt Nam mình còn chưa giờ đến biển này. Sang Nhật này, đi chỗ nào cũng biển. Đây,
tê hết chân rồi. Chỗ này hình như ấm hơn. Không có đá đẹp nhỉ. Thôi một mình em ăn thì lấy ít thôi. Nào lại ra nhặt tiếp. 3 ngày nữa lại nghỉ rồi. Con như ngày nào. Đấy nhìn như kiểu là cái phim chụp ổ bụng ấy. Giống không? Nhìn biển bây giờ giống như kiểu là cái tấm phim chụp ở ổ bụng ấy. Kiểu đi siêu âm thai ấy. Chỗ này nhiều này. Hết ớt rồi, không ngon rồi. Điều. Hết ớt rồi. Bảo cái liên đặt ớt chưa? Nào đặt lấy túi ớt với lại chai nước mắm nhá. Biết chưa? Nước mắm thì hôm nọ mình đi dưới Nagasaki mình thấy có, nhưng mà mình cũng nghĩ là không muốn ăn tại mỗi lần ăn đau họng quá. Ăn những cái nó không tanh. Ồ, cái này chết rồi sao này. Nước đánh ấm ấm nhìn chả biết con nào sống con nào chết. Anh có nhặt đâu? Hôm nọ anh chả nhặt con nào. Toàn là công mấy em nhặt. Chịu. Lạnh lắm. Ồ, ra đây quay bãi đá xanh cho mọi người xem một tí. Đây có một bãi đá đẹp lắm. Bây giờ ở đây á, kiểu là người ta luôn luôn có một cái bức rào cản, người ta không muốn nói chuyện với mình trừ khi quá quen biết, chứ người lạ thì cũng chỉ chào nhau gật đầu cúi đầu, họ chào mình chào họ thôi. Và rồi mình gặp ông Nhật ở trên này này, nhà ông ngay đây. Nhưng người Việt mình thì người ta sẽ hỏi và nói chuyện ngay, thấy người lạ người ta bắt chuyện ngay, nhưng đây không, mình chào nó chào buổi chiều nó cũng chào lại buổi chiều vậy thôi. Người ta không nhiều chuyện cho nên là mình cũng không biết tiếng mấy. Sang đây năm trời rồi không biết tiếng, khổ thế đấy. Ồ, đây ông Hiển mà nhìn như rêu đá. À điều đau quá. Đau quá.
Nhiều lắm, bên này nhiều lắm. Ướt hết người rồi. Nước to nhờ. Hôm nọ có to như này đâu. Này. À đi. Sóng. Sóng bắt đầu từ đâu? Anh cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Ta vừa cho mình nắm lại bảo không nhặt được. Dù ướt hết túi rồi, túi mình có cái gì không nhỉ? Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Anh cũng đẹo biết nữa. Khi nào hai ta yêu nhau? Thôi về đi. Lạnh rồi. Em khăn nhặt nhé. Nào bây giờ mình vào trong nước rồi ấy, xong là mình ra ngoài còn lạnh hơn. Ừ. Ra góc này vừa nãy nhiều lắm này, ra con này nhặt nốt. Không có đâu. Đây. Thế bảo đây túi này nghỉ, đây túi này thôi, nhặt nữa anh không nhặt đâu, anh về đấy. Anh không nhặt thì em nhặt. Ok. So this ne. Điên là anh cho mấy nhắm rồi đấy. Mấy nhắm. Cho hẳn mấy nhắm rồi đấy. Kiểu chưa được chục con. Em nói chưa được chục con, em có chắc hơn chục con không gì nữa. Hơn chục con vẫn ít. Cứ tính là 5 phát mỗi một phát. Của anh chứ được 2-3 con chứ mà. Điên là 1, 5 phát mỗi phát 10 con. 50 con rồi. Wow, trong này là cái gì nhìn quen thế nhỉ? Cái gì đấy? Chân quá, không nhặt nữa đâu. Ô, tối rồi mọi người ơi. Này, vào nước biển một lúc đỏ hết chân rồi này. À, vợ vẫn còn đòi bắt tiếp. Đau chân quá, mình chịu thôi. Lạnh, tê. Bên này mùa này lạnh lắm rồi. May không đi tắt, để đi tắt là khổ quá. Ui lạnh quá. Bạn nhìn sóng là biết rồi đấy, gió rất là to. Vợ thì thích nghịch nước. Vẫn phải chiều, mệt quá rồi. Mình thì quyết định không vào nữa, cho bà khác vào. Sách ở ngoài sách ốc cho bà thôi. Dạ. Dạ. Mệt. Đó. Thế giày vào thoải mái hẳn này. Ok, hôm nay đi review cảnh nhặt ốc ở biển Nhật Bản cho các bạn xem. Các bạn cảm thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Và hàng ngày mỗi khi có thời gian mình sẽ review những cái cuộc sống thường ngày đơn giản nhất của những người đi Nhật mà không biết tiếng vất vả như thế nào. Chỉ có đi biển chơi thôi chứ chẳng biết đi đâu.